Xin mời cộng đồng mạng chia sẻ. Đây là dòng họ Lê Chi nhà ông, nhà cụ Khoái. Cụ Khoái là Lê Văn Họ, và Lê Văn Khoái. Xin mời cộng đồng mạng chia sẻ. Đây một phi đội vào cưỡng chế nhà thờ dòng họ Lê của cụ Lê Văn Khoái. Nhà cụ ý nghèo, mọi người cướp đây. Đây, mọi người vào cướp đây. Ôi giời ơi. Giấy tờ chứng minh không có này. Chứ giấy tờ không có đầy đủ. Toàn giấy tờ giả mạo vào cướp đất, vào cướp nhà thờ. Cộng đồng mạng chia sẻ. Cộng đồng mạng chia sẻ lên. Đây, cướp nhà thờ, nhà cụ Khoái, nhà cụ ý hơi nghèo. Xin mời mọi người chia sẻ mạnh mẽ lên. Xin mời mọi người lên. Bà con ơi, đến cứu nhà ông Khoái này. Bà con ơi, đến cứu nhà ông Khoái, người ta cướp nhà, cướp đất nhà ông Khoái này. Cướp này, ôi dồi. Lấy cả son xiếc. Ở mấy chục năm nay rồi. Thế mà bây giờ nó lại đến đây này. Nó chạy án rồi, bây giờ đến đầu thi hành án, người ta đến người ta cướp nhà cướp đất của ông như thế này đây. Mọi người đến mà giúp bà con làng nước ơi, cả làng ở nước kêu la như thế này mà không có chức có quyền không nghe thấy à? Không có nghe thấy không? Không nghe người ta nghèo người ta khổ như thế kia, không có thương không? Thế mà bây giờ người ta có tiền thì người ta chạy bây giờ lại bóc người ta ra khỏi nhà thì không có bà có thương không? Mọi người chia sẻ mạnh mẽ lên. Mọi người đến giúp đỡ đi, không có bà có chức có quyền nữa kìa. Nghe đi, nghe bao nhiêu người dân đây này, người ngoài mà người ta có ý như thế đấy đây. Thì rồi xem là công có thương cho dân nghèo không? Ôi không có bà ơi. Ôi rồi, cướp hết đi đây này. Ôi không có bà ơi. Sao ông trên chính phủ ơi, có nghe được cái chúng tôi nói không? Không, cán bộ nghe chúng tôi nói mà đưa lên nhá, chứ không phải là thường người có tiền. Không phải là người có tiền, bây giờ người ta chạy trọt, bây giờ nhà người ta ở từ thời cha thời ông đến bây giờ có chứng cứ rõ ràng mà bao nhiêu cuộc kiện tụng mà bây giờ lật thì người ta như trẻ con ý. Bởi vì đấy, các ông thử vào xem người ta có biết ăn khi nói cái gì không. Thế là cán bộ phải nghe dân chứ, phải nghe dân chứ. Làm việc không vì dân à? Làm việc rất là sai trái. Làm việc vì ai đây? Đây, lên lôi con nhà ông ý đi đây. Lôi con nhà ông ý đi đây. Nào. Đây, ai lôi con. Đây, 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 công an chia sẻ. Là cướp đất rồi là lôi con người ta đi. Công an chia sẻ đi. Chia sẻ mạnh mẽ lên. Cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ lên. Vậy bọn cướp về còn gì nữa. Tôi ra khỏi nhà. Ôi rồi. Từ xanh bằng bao nhiêu người dân
người ta đều biết hết tất cả đây này, người ta phải tham gia vào. Thế đó là cái gì? Thế là đúng hay sai, đó là cái gì? Cái nhà thờ này hơi bị thiêng đấy, các anh làm không cẩn thận là hỏng đấy. Nhà thờ mọi người chia sẻ đây, mọi người chia sẻ mạnh mẽ đây. Người ta đứng trường chi, ông bà bố mẹ người ta đã được, đã bán đất mấy lần rồi, đã được xã, được chính quyền từ thời xưa công nhận rồi, chứng nhận ông có quyền để bán rồi. Thế mà bây giờ người ta lại thuê cho bà con đâu, bà con đâu, đã cướp đất rồi là đuổi con nhà ta ra khỏi nhà. Không có tiền, nào không có cái gì cả, không biết cái gì cả. Bây giờ không có bà đến để mà tôi đi về nhà, cho nó đi về nhà. Cũng phải nói lên với cấp trên ấy, tại sao dân làm người ta lại ủng hộ đến như thế này, hàng xóm trong giềng người ta nói như này, không có bà nghe đấy không, nghe hộ nghe. Ôi, anh em chia sẻ đi, chia sẻ mạnh mẽ lên để cho người ta biết, người ta hiểu những vụ án nó như thế. Bà thiệp chủ nhà ta ngất ra đây rồi. Ê, đây chủ công nhà người ta ngất ra sướng chưa đây. Công an bộ ơi đã thấy sung sướng chưa, đã có một người để kiếm tiền thôi. Đây kia kìa, người râu già, người tóc bạc, râu già rồi già, thấy khổ chưa? Mọi người thấy khổ chưa? Người ta cũng phải đến, người ta nói cho kia. Đã nhìn thấy chưa? Mọi người thấy khổ chưa? Mọi người thấy khổ chưa? Rồi là rồi. Đấy, khổ làm chưa? Mà lại như thế? Đấy, mọi người thấy khổ chưa? Anh em chia sẻ mạnh mẽ lên. Đã cướp đất rồi là còn đuổi cho người ta ra khỏi nhà. Người có tiền, mọi người không có tiền đã thấy khổ chưa? Người nhà người ta ở mấy đây, mọi cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ lên. Đây là đất của nhà cao cụ kỵ nhà người ta. Đấy, chia sẻ lên. Đã cướp đất rồi là còn khiêng người ta ra ngoài. Ơi, nghe thì dân nói không? Công an nhà cán bộ ơi, nghe thì dân nói không? Hàng mấy chục con người thì đã nghe thấy rõ chưa? Đi về đây, bà Thiệp đi về. Bà Thiệp không phải đi đâu hết. Đã nghe rõ chưa? Đấy, cả người già, cả người râu bạc, người ta ra người ta nói kìa. Người già người ta đây, đuổi người ta ra khỏi nhà này đây. Cộng mang chia sẻ mạnh mẽ lên. Mỗi người một cái chia sẻ đi. Đất của người ta có nguồn gốc. Đời đời kiếp kiếp người ta là trưởng họ. Trưởng họ không bao giờ thay được. Mọi người chia sẻ đi. Đây, đã cướp đất rồi là còn đuổi bà cụ ra khỏi nhà. Bà cụ 70-80 khiêng ra khỏi nhà. Người ta sẽ ăn từng bữa, nhà cửa đến như thế đấy. Mà nhà thờ người ta vẫn chăm nom là trưởng thi trưởng họ. Thế mà rồi bây giờ lại không có cái gì cả. Mà bây giờ lại cho tiền nó có cái sổ đỏ về cho họ. Thì thử hỏi là từ ngày xưa đến bây giờ, từ năm 38 đến bây giờ, thì dân làng hoặc là trong họ có ai có tiền nào để mà xây cái nhà này không? Đây, các chị kia bảo ra, các chị bảo bài ra. Tôi đang quay đây, các chị bảo bài ra. Vậy thì lúc đấy làm gì có ai? Tiền đã dùng của họ phải đâu ra để mà có tiền vào để mà mua đất cho họ, rồi xây nhà thờ cho họ. Bà ra như thế. Bà ấy đang ở nhà lại ra khỏi nhà. Anh ăn một con người có tiền vào không? Từ xưa đến nay ở nước Việt Nam này đã năm 38 năm xây nhà thờ chưa? Đất của gia đình thì người ta bảo. Đây, con trai dòng họ Lê đây. Con trai của cụ Khoái đây, cụ Lê Văn Khoái đây. Tập trung vào để mà lại đuổi hết ra khỏi nhà. Lên một cái sổ đỏ. Làm sai. Dòng họ làm sai và chính quyền làm sai. Có ý kiến thôi. Người già người trẻ. Đời đời kiếp kiếp người ta là trưởng họ thì là vẫn là trưởng họ, không bao giờ thay đổi. Hơi quá. Người ta không có con. Để đến bây giờ bảo ai biết
không đi đâu hết. Án mạng đấy, người ta phải tù hàng mấy chục năm, người ta có phải chịu cái tù. Bây giờ vụ án Hải ở trong miền Nam như thế đấy, xã hội công nhận người ta phải ra tiếng, nếu không cho người ta đi tù là tử hình người ta rồi. Nhưng mà bây giờ có được đâu, công nhận có được đâu. Vậy không, các bà cứ phải nghe, xã hội bây giờ nó như thế đấy, thì công bà phải nghe hai tay để xem là tại sao mà dân làng người ta lại ủng hộ, hàng xóm đầu tiên người ta lại ủng hộ cái như thế này. Thì không, bà đương tay với gia đình người ta thôi. Chúng tôi chỉ là hàng xóm nơi giềng, tôi ở đây mấy năm rồi, tôi nghe tôi biết. Tôi biết như vụ án thế, tôi vẫn được trên chứng cứ. Đã có hai lần, năm 37, 38, ông 8 lần thứ hai là thứ nhất là ông 8 để lấy tiền thuê như vậy là lần này. Thì tôi hỏi ông các bà, mình là dân Việt Nam cả, năm 38 mình nước mình như thế nào? Nước hay khổ, hay thì có ai mà họ tiền vào để mua đất không? Ai có tiền vào để xây nhà thờ không? Cộng mong mang chia sẻ mạnh mẽ lên. Đây là dòng họ Lê cướp đất của trưởng chi họ Lê. Cướp đất của trưởng chi dòng họ Lê kiện tụng cướp đất. Đời đời kiếp kiếp người ta làm trưởng, người ta có đất thờ cúng cha cụ kỵ, cha ông cụ kỵ người ta. Nhà người ta sống như thế. Đây bà mẹ đang bị công an không cho con trai vào chăm sóc bà mẹ. Hơi bị bức xúc đấy. Tôi hơi bị bức xúc. Mọi người chia sẻ lên. Và cái dòng họ Lê này từ hồi cự tục bao nhiêu người trong cái dòng họ đấy chết. Chết trẻ, chết già, quan chức cũng chết. Cái nhà thờ này là hơi bị thiêng đấy. Xin mời cộng màng chia sẻ lên. Đấy, đuổi người ta ra khỏi nhà đây. Đây, bà cụ đây. Đấy. Tên lương của người ta có lấy lại cái gì anh không? Không có cả cán bộ nghe và làm việc, nghe để mà làm việc. Ăn cái công án này thôi. Những người nào làm cán bộ chức quyền pháp luật của nhà nước tối cao thì hãy giúp đỡ. Nhà bà nghèo khổ nhất họ, không thương gì cả, dòng họ này hắt hủi. Đây chúng tôi là hàng xóm láng giềng, hàng xóm láng giềng bức xúc, rất là bức xúc. Đây bà cụ đây, bị bê ra khỏi nhà. Nhà người ta đang ở mấy đời nay rồi, mấy đời nay rồi, đấy, đuổi người ta ra khỏi nhà là không được. Nhà cụ đã nghèo khổ rồi. Bìa đỏ đây. Đấy, bìa đỏ photo của nhà ông gì đấy. Giấy tờ đầy đủ, bìa đỏ photo đầy đủ. Này đi cướp của người ta. Thế hai bìa đỏ à, một mảnh đất hai bìa đỏ à? Mọi người thấy sai không? Một mảnh đất hai bìa đỏ. Min bảo giấy tờ giả mạo ở đâu mà đến đây là đòi đất. Giấy tờ giả mạo đến đây là đòi đất. Ký không có ai ký mà lại có chữ ký hết. Đòi đất. Xung quanh hàng xóm không có ai ký mà chữ ký, người chết từ bao giờ cũng lại có chữ ký. Toàn giấy tờ giả mạo đến đây để cưỡng chế, để đòi đất. Để cướp. Bây giờ cái xã hội này là không công bằng rồi. Nhà nước trên tòa án
thế nào mà lại xử sai thế? Quận Hà Đông, đây là tòa án quận Hà Đông quyết định là sai trái. Tôi hàng xóm trên tòa nào là tòa hết mấy tòa những là ăn tiền. Ăn bao nhiêu tiền thế là không quay đầu được. Đâm na là phải leo lao, thế là ăn làm bao sai. Bao nhiêu tiền rồi nào là phải đến bây nhà giờ người là ta phải cướp đất. Các cấp thành phố, là phải thành phố Hà Nội là viện kiểm sát Hà Nội. Thanh tra viện kiểm sát phải về đây điều tra cho dân nghèo như thế này mà lại đi làm như thế. Cưỡng chế là không được. Pháp luật không có công bằng. Đây là quận Hà Đông họ cưỡng chế, không có Hà Đông thành phố Hà Nội về đấy. Quận Hà Đông thành phố Hà Nội cưỡng chế, không phải là thành phố Hà Nội. Bao giờ thành phố Hà Nội về chứng thực điều tra từ đầu đến cuối thì dân chúng tôi mới không bức xúc. Đây là người hàng xóm ở nhà mà không cho về. Đấy, nhà, người nhà tôi gần đây sát đấy mà này công an này cứ giữ không cho về. Giữ ở ngoài không cho về. Vào đây để cướp đất nhà người ta rồi công an rồi các loại là về đây để về vào đây để cưỡng chế nhà người ta. Này mấy chú công an ơi, thả người ta về đây. Nhà người ta đây. Nhà này không cho về. Đây để không cho về nhà được mà không cho bà trông bác Thành về nhà, không cho bác Viến về nhà. Đây bà cụ vẫn ngồi đây đây. Đấy, khổ chưa? Cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ lên. Cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ lên. Và những ta lấy giấy tờ giả mạo. Giấy tờ giả mạo, chữ ký giả mạo rồi tất cả lấy ở giấy tờ chi nào mang về đây để đòi đất. Chia sẻ mạnh mẽ lên. Không có một tí nguồn gốc đất nào, trong khi đấy nhà người ta có nguồn gốc đất đầy đủ. Bìa đỏ làm từ ngày trước đầu tiên đến giờ nhà nước đã cấp cho rồi, bây giờ tự dưng này đi để đây là cướp nhà thờ xong họ lên để lấy giấy tờ giả mạo đến để đòi đất cướp đất. Đây bà cụ đây, người ta đang ở trong nhà lại khênh người ta ra ngoài. Đây nhà thờ đây, đây nhà thờ đây.